Nếu anh em nào đang có nhu cầu muốn mua hạt Free Fire thử phần mai uy tín cho rẻ, hãy đến với shop Dương Nè.vn để có cơ hội nhận được 9999 cương và cơ hội nhận được hạt VIP chỉ với 20k. Truy cập ngay shop Dương Nè.vn để biết thêm chi tiết thì link shop mình sẽ để phần mô tả nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Dương Nè Star Game, thì là mình đây. Ok, thì trước khi vào chương trình tiếp hôm nay, mình xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ cũng như là một ngày đầu tuần thật là tràn đầy năng lượng nha. Thì hôm qua cho mình có công việc nên mà mình không có nghe clip cho anh em xem được, nên là mong anh em thông cảm. Ok, thì ở trong clip này mình sẽ đi gọi là hướng dẫn cho anh em cách để mà nạp thẻ để mà nạp kim cương với anh em, thì anh em sẽ nhận được đó là 50% giá trị. Thì cách như thế nào và anh em có nên nạp theo cái cách đó hay không, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cũng như là mình sẽ nói rõ cho anh em là có nên nạp hay không nha. Thì đầu tiên là mình số dư kim cương của mình hiện tại là còn 538 kim cương, và mình sẽ nạp tầm khoảng đó 50k thôi, tại vì mình còn vẫn còn cái thẻ tuần với lại là cái thẻ tháng anh em ạ. Đó, thì cái thẻ tuần với thẻ tháng này mình còn tận là 1200 kim cương nữa, nên là mình sẽ nạp tầm 50k thôi để cho anh em xem là nó ok như thế nào. Nó thì nên mình lưu ý nha, thì nếu mà anh em nạp thẻ đây thì nó sẽ có đó là chỉ có thể là nạp bên trang Mobifone, Vinaphone với lại Viettel thôi. Thì mình sẽ cho anh em xem cái bài viết của bên Facebook của Ghana Wi-Fi. Thì cái bài viết này Ghana vừa mới đăng hồi lúc mà tầm đâu đó là 9 giờ mấy, anh em 9 giờ mấy, thì bây giờ mình mới phát hiện ra đó. Thì khuyến mãi cực khủng lên đến 50% khi nạp tại nạp thẻ.vn qua Viettel, Mobifone và cũng như là Vinaphone từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7, tổng cộng là anh em sẽ có là 4 ngày nha anh em. Đó, thì anh em nạp tại trang nạp thẻ.vn thì chúng ta sẽ được đó là 50% giá trị thẻ nạp. Và lưu ý cho anh em là nếu mà anh em nào mà không cần gấp số kim cương này thì anh em nên để số tiền đó để mà anh em nạp thẻ tuần thì nó sẽ ok hơn nha. Còn anh em nào mà cần gấp á thì anh em cứ nạp thẻ bên cái phần này. Thì bây giờ mình sẽ lên trang nạp thẻ.vn để mà mình nạp cho anh em xem. Thì anh em hãy lên Google hoặc là Chrome, thì anh em nhập cái cú pháp đó là nạp thẻ.vn. Thì cái cú pháp này rất là dễ sai nha. Đó, khi mà mình bấm cái dấu chấm vô thì nó tự động là nó tạo một cái khoảng cách như thế này nè. Anh em phải bấm xóa đi cái khoảng cách. Thì anh em gõ đúng là nạp thẻ.vn, viết liền không dấu nha. Sau đó thì anh em sẽ bấm là tìm, thì nó sẽ vào trực tiếp cái trang đó là nạp thẻ.vn của nhà phát hành game Garena luôn, chứ không có đi dạng như là không có liệt kê những cái trang web khác cho anh em. Đó, thì cái đó thì anh em lưu ý thôi, chứ nếu mà anh em nào nhập sai một xíu thôi là anh em sẽ bị vô trang nhầm đó, cái trang phách, thì nó sẽ lấy tiền của anh em và có khả năng là sẽ lấy được cái tài khoản của anh em luôn. Đó, thì ID của mình là 407372429. Ok, nhập vô. Khi mà anh em nhập ID xong rồi thì nó sẽ bảo anh em là coi coi có phải là đúng cái tên của anh em không. Ở phía bên góc gọi là bên tay phải phía trên á, thì chúng ta sẽ có đó là cái tên của anh em nha, cái tên Free Fire của anh em á. Thì anh em hãy xem coi đúng cái tên của anh em không thì anh em mới xác nhận nha. Thì nếu mà anh em nào á xài Mobi á thì anh em sẽ chọn là Mobi Ultimate. Còn anh em nào mà xài Viettel thì anh em chọn Viettel Ultimate. Còn Vinaphone thì Vinaphone Ultimate nha. Còn nếu mà anh em nạp thẻ Ghana bình thường thì anh em cứ chọn thẻ Ghana thôi. Ok, của mình là Mobi nên mình sẽ chọn nó là Mobi Ultimate nha. Đây, thì cái sự kiện này chỉ diễn ra một lần duy nhất trên mỗi cái một tài khoản thôi nha anh em, nên là anh em nhớ là nên lưu ý nha, anh em lưu ý là anh em nên nạp bao nhiêu để cho gọi là nó ok nhất. Đấy, thì ở đây nè, cái gói 50.000 đồng á thì 230 kim cương, chúng ta sẽ cộng thêm đó là 115 kim cương, thì tổng cộng là 345 kim cương. Thì so với cái thẻ tuần thì anh em vẫn còn bị lỗ nha. Nếu mà anh em nào không cần gấp thì anh em có thể là để dành đó để mà anh em nạp thẻ tuần, thì cái đó là mình tư vấn nhiệt tình luôn đó. Còn anh em nào cần gấp thì anh em cứ chọn này để mà anh em dùng thôi. Đó, mình sẽ chọn cái gói là 230 kim cương nha. Ok, mình sẽ để cái màn hình ngang cho anh em dễ tham khảo hơn. Đấy, màn hình ngang thì dễ nhìn hơn nha anh em. Mình sẽ chọn gói là 50.000, tại vì cái thẻ tuần thẻ tháng mình còn nên mình sẽ không có thể nào mà nạp nhiều được. Đó, nạp nhiều rất là tốn kém, với lại thẻ tuần thì nó lời hơn nha anh em. Ok, thì sau khi
Vào đây thì anh em chỉ cần bấm là xử lý thanh toán thôi. Đó thì nó sẽ hỏi anh em như này, sau đó thì nó chuyển cho anh em về cái bên cái phần tin nhắn của anh em. Đấy, thì nó đã soạn cái cú pháp sẵn cho anh em luôn rồi. Thì bây giờ anh em chỉ việc là bấm cái nút gửi thôi. Bấm nút gửi, sau đó thì chỉ cần đợi cho thông báo về là nạp thẻ thành công là ok rồi. Đấy thì nó cũng tương tự như là việc là anh em đăng ký một cái thẻ tuần thôi nha anh em. Đó. Thì đây mình hướng dẫn cho anh em thôi, nên mình sẽ dạng như là nạp cho em xem thôi, chứ thật ra mình có thẻ rồi. Ok, thì sau khi mình nạp xong thì nó sẽ bảo là giao dịch thành công. Số tiền 50.000 đồng dịch vụ về Wi-Fi. Đó. Đơn vị cung cấp là cổ phần Gai Nam. Đó thì khi mình nạp xong rồi thì anh em chỉ cần việc là vô tài khoản của anh em là kiểm tra thôi. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái tài khoản game của mình nha anh em. Thì do là điện thoại mình nó hơi bị lắc nên là nó không có chạy ngầm được như lúc trước nữa. Đó thì anh em thông cảm giúp mình. Ok thì khá đơn giản thôi. Ngoài ra thì cái nếu mà anh em đăng ký trên Google Play á, thì nó sẽ không được đâu nha. Tại vì trên Google Play thì nó sẽ chỉ thanh toán trong game thôi. Còn thanh toán trên Chrome thì nó sẽ không tính. Đó. Và lưu ý là cái sự kiện này nó chỉ áp dụng một lần duy nhất thôi nha anh em, nên là anh em nạp xong rồi nếu mà cảm thấy thiếu kim cương á thì anh em đừng nên nạp nữa nha. Anh em nạp nữa là nó sẽ không tính đâu. Tại vì nó chỉ khuyến mãi lần đầu thôi, giống như sự kiện là nạp lần đầu và nhận cái sự kiện là càng ít càng nhiều chứ. Thì cái sự kiện càng ít càng nhiều thì nó thời hơn cái này nhiều. Đó thì anh em nên lưu ý nha. Ok bây giờ vào game để mà kiểm tra lại thôi. Thì chỉ cần anh em nhập đúng cái thông tin của anh em lúc mà anh em chuẩn bị vô chọn nhà mạng á thì đúng thông tin trên đó là ok rồi, thì vô game này sẽ đúng thôi. Đấy thì anh em đã thấy là của mình là lên được là 883 kim cương rồi. Đấy thì khá là đơn giản thôi. 50k thì giành được đâu là 345 kim cương. Đó thì khá là hồi. Thì cái sự kiện này nó sẽ tính vô cái phần đó là membership luôn nha anh em, nên là anh em cứ yên tâm, nó sẽ tính vô phần membership luôn. Ngoài ra thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự kiện đó là đăng nhập nhận ngay cái Reiki tay đua. Thì cái sự kiện này á thì nó sẽ hợp tác với cái sự kiện là MC Dragon, nên là nó sẽ có những cái phần thưởng liên quan tới là tay đua nhiều hơn. Và cái sự kiện này mình thấy cũng không có gì đó quá đặc biệt. Và cái điều kiện đây là anh em bắt buộc phải sở hữu cái con trợ hữu này thì anh em mới có thể là sử dụng được cái sự kiện này nha. Và cái phần thưởng nữa đó là đăng nhập một ba lần trai nhập đó là giúp kim cương. Thì đăng nhập hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được cái phi cài, đó là phi cài MC Dragon. Thì phi cài này là cái một cái huy hiệu nó đính trên cái ảnh của anh em á. Thì cái phi cài này mình cũng thấy là nó không có gì quá đặc biệt đâu anh em ạ. Đấy, thì chỉ ấy thôi. Thì cái mình thấy vẫn cảm thấy là cái phi cài của Bạch Hổ thì nó sẽ là ngầu hơn. Thanh Long Bạch Hổ thì nhìn nó ngầu hơn nha nè. Còn cái này nó không được đẹp chứ đó. Nhìn nó cũng chưa có thôi à. Anh em mà chưa có thì anh em có thể là để cho anh em xài. Ok, thì nói chung là trong clip này của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà anh em nhớ là chỉ là áp dụng được một lần duy nhất thôi nha. Còn cái sự kiện này anh em phải nếu mà anh em quan tâm thì anh em có thể đăng nhập đủ 5 ngày để mà anh em nhận cái sự kiện của con trợ hữu này. Đó. Ok thì thực sự cái trợ hữu này mình vẫn chưa sở hữu nha. Đấy cho anh em xem luôn. Con trợ hữu này mình vẫn chưa sở hữu. Thì mình thấy là sự kiện của con này cũng khá nhiều quá anh em ạ. Cái sự kiện là đâu tầm bao con, mình có cái skin của tiểu thanh long rồi hay gì á. Đây mình có skin con tiểu thanh long rồi đây nè. Ok thì rất cảm ơn em xem hết video của mình. Nếu mà cảm thấy video mình vui thì đừng quên lại cho mình một like với một đăng ký kênh cho mình nha. Ok bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người trong những video sau. Bye bye.